Chào mừng các con đến với khóa học môn ngữ văn lớp 10 của trang web bingclass.com và olm.vn. Bài học ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là tác phẩm Phố sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Các con thân mến, trên đất nước Việt Nam, dòng sông Bạch Đằng là nơi hội tụ sức mạnh và những chiến công của dân tộc ta, trải nối các thế hệ, thời đại và trở thành biểu tượng tinh túy cho non sông. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm mới, một thể loại mới, mở đầu cho tập sách, cũng là mở đầu cho chương trình học kỳ 2, đó là bài Phố sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài nét về tác giả và tác phẩm. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trên các phương diện. Thứ nhất là đoạn 1, lời của khách, đoạn 2, lời của các bô lão, đoạn 3, lời bình của các bô lão, và đoạn 4 là lời khẳng định đức độ, vai trò của con người. Đây chính là trình tự để đi đến một kết luận về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đây cũng chính là mục tiêu bài học mà chúng ta cần đạt được trong buổi học ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả. Trương Hán Siêu, chưa rõ năm sinh, mất năm 1354, quê ở huyện Yên Ninh, nay thuộc thành phố Ninh Bình. Ông là danh nhân văn hóa thời Trần, có tài năng cả về chính trị lẫn văn chương. Về chính trị, ông vốn là môn khách của Trần Hưng Đạo. Trong suốt 4 đời vua Trần, ông được giao phó nhiều chức vụ quan trọng. Xuất phát từ chỗ Trương Hán Siêu là người có học vấn uyên bác, kiến thức sâu rộng và tính tình rất cương trực. Thứ hai là ông đã có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến lần 2 và lần 3. Về văn chương, hiện Trương Hán Siêu còn 17 bài thơ với 2 tác phẩm văn xuôi. Tác phẩm tiêu biểu nhất là tác phẩm Phố sông Bạch Đằng thuộc thể Phú. Trương Hán Siêu rất được vua Trần kính trọng và tôn gọi là thầy. Khi mất thì ông được phong chức Thái Bảo, Thái Phó và được thờ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Phần thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu đó là về tác phẩm, trước hết là về vị trí. Tác phẩm Phố sông Bạch Đằng là tác phẩm xuất sắc nhất của Trương Hán Siêu, là tác phẩm tiêu biểu cho văn học yêu nước thời Lý Trần, là đỉnh cao của nghệ thuật phố thời trung đại và được tôn vinh là áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử văn học Việt Nam. Thứ hai là về hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ không rõ được sáng tác năm nào, nhưng chỉ biết rằng, chỉ ước chừng rằng tác phẩm ra đời khoảng 50 năm sau cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, thuộc đời vua Trần Huyền Tông, Trần Dụ Tông, là thời mà nhà Trần bắt đầu suy thoái. Tác phẩm Phố sông Bạch Đằng được viết từ cảm hứng hào hùng và bi tráng khi tác giả còn là trọng thần của nhà Trần và cũng là lúc vương triều đang có biểu hiện suy thoái. Sau khi Trương Hán Siêu mất được 4 năm, thì tới năm 1358, nhà Trần mới bắt đầu suy vi. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh thật đặc biệt, đó là Trương Hán Siêu đang trong một lần dạo chơi ở dòng sông Bạch Đằng thì ông đã có cảm hứng và viết nên bài thơ. Bài thơ vừa thể hiện niềm tự hào, niềm hoài niệm, đồng thời cũng bộc lộ nỗi nhớ tiếc về những chiến công anh hùng trên dòng sông xưa. Điểm thứ ba chúng ta cần chú ý về tác phẩm, đó là về dòng sông Bạch Đằng. Dòng sông Bạch Đằng chảy giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, trải dài 30 km. Đây được xem là địa danh lịch sử nổi tiếng, gắn liền với những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta có thể điểm qua một vài mốc son gắn với dòng sông Bạch Đằng này. Là năm 938, Ngô Quyền đánh thắng giặc Nam Hán bằng trận Địa Cọc và giành được chủ quyền dân tộc, chấm dứt 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Ngô Quyền đã dựa vào địa thế của dòng sông Bạch Đằng để dụ đối phương vào trận địa. Khi Hoàng Thao dẫn quân theo vào đường biển, thấy quân Ngô Quyền chỉ là thuyền nhẹ, thuyền nhỏ, đã huynh hoang đi vào. Khi thủy triều sút lộ ra những cọc sắt và đâm thủng thuyền giặc, Hoàng Thao vì thế mà tử trận, quân Nam Hán cũng vì thế mà bỏ mạng quá nửa. Sự kiện thứ hai đó là vào năm 938, khi Lê Hoàn lại đánh thắng quân Tống cũng dựa vào ưu thế của dòng sông Bạch Đằng. Sự kiện thứ ba
gắn với cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên vào năm 1228, khi mà Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Mông Nguyên, dùng lại ưu thế trận địa cọc của Ngô Quyền để tiêu diệt hơn 4 vạn quân Mông Nguyên. Vì thế mà dòng sông Bạch Đằng được coi là dòng sông lịch sử, bởi nó đã ghi dấu chiến công, thể hiện niềm tự hào của cha ông với dân tộc. Điểm thứ tư chúng ta cần chú ý đó là về thể loại. Tác phẩm được viết theo thể phú. Thể phú là một thể văn có văn vần hoặc văn xuôi, dùng để tả cảnh vật, phong cảnh, kể sự việc, bàn chuyện đời. Tác phẩm gồm hai loại: phú cổ thể hoặc phú đường luật. Và bài thơ Phú sông Bạch Đằng được viết theo thể phú cổ thể. Tác phẩm phú cổ thể bao giờ cũng có đặc trưng 4 phần, với nội dung là để ca ngợi cảnh vật, phong tục, kể sự việc, bàn chuyện đời. Về nghệ thuật, phú bao giờ cũng được viết bằng văn vần hoặc văn xuôi xen lẫn với văn vần. Điểm cuối cùng chúng ta cần chú ý về bố cục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm 4 phần theo đúng bố cục của bài thơ Phú cổ thể. Phần 1 là lời của khách, từ đầu cho đến tiếc thay dấu vết luống còn lưu. Phần này đã thể hiện cảm xúc lịch sử của nhân vật khách trước cảnh sắc sông Bạch Đằng. Phần thứ 2, tiếp đến cho đến nghìn xưa còn ngợi ca. Nội dung của phần này thể hiện lời kể của bô lão với khách về chiến công lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng. Phần thứ 3, tiếp đến cho đến trừ lệ chan, là phần nói về suy ngẫm và bình luận của các bô lão về chiến công xưa. Và cuối cùng là lời ca khẳng định vai trò, đức độ của con người.